Lấy xe tụi bay đi bảo bù. Hôm qua tụi bay đâu đi bảo đâu. Hôm nay đi bảo bù cho lại nè. Nhẹ lên. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Rồi ổng mới đi qua lại lên chở lấy xe chở đi bảo nè. Ông có bán nữa vậy cái số đi không em mua đâu. Mua anh. Bây giờ bà bỏ cái số vô vỏ đi lấy cái cờ. Cầm cái cờ nè đi. Bỏ số xuống cái chợ lý thâu được cho bà cho. Đi bảo nè. Không, mà duyên nhiên quá, tao bán mà đồ bảo. Nhưng mà hôm qua mình bảo bộ, hôm qua mình đâu có đi đâu. Hôm qua đi là đi đông lắm mà bữa nay mình đi mới lạ nè. Trời ơi. Bà ố sợ không ăn. Bà này bà làm gì hết trời, mình đi bảo bình thường mà mình cầm mình gỡ Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Có chơi không? Thế thì lấy xe ba gác của bà đi rồi mà lấy cái loa của bà nhảy. Xe đám ma đó, con rồng. Trời ơi, bà đồ đi xe đám ma có con rồng. Ừ. Nhắn tin này quay đâu, có đám ma đó. Xe con rồng. Rồi bà đứng làm gì đây? Hậu chơi với Việt Kiều. Trời ơi, trời ơi, ngồi chơi Việt Kiều mới gì. Tôi hơn môn bà đó nha. Hỏi anh thích ai anh, ví dụ em với bà té xong mình cứu ai? Cứu tao. Trời ơi mày chơi đê thì tao cứu má. Ở có con rồi cái tao đâu. Rồi chứ bà có con không? Ở má tới tuổi này rồi bà đâu có lẻ được đâu. Tôi bê đê tôi mang là hạnh phúc cho ảnh. Bà biết làm cho ảnh cười không? Bà làm cho ảnh cười mỗi ngày không? Trời ơi đó chưa bà cũng lôi hột sòn vô. Bà này kia nọ. Ê anh hột sòn tao không thấy vô anh tao. Số thôi đừng có bán, nói người ta là nghỉ bán rồi. Ở đâu? Không có đâu, nó giỡn á. Ở đâu? Mai quay lại. Đẩy với. Hả? Họ nói chắc hết cái số rồi. Trời đúng. Rồi cảm ơn nha. Thấy dùng viên bên tôi hôm nay cũng thương bà luôn á. Bà cảm quá thì cái số này, bà hỏi cái số đâu người ta nó hết rồi. Đừng có mua cho bà hết bây giờ sớm cũng vậy à. Đúng rồi, thấy không? Nắng bao năm tôi không bỏ bạn. Mưa một ngày chức lại bỏ tôi. Trời ơi. Bà hết sớm nặng bà chùi. Bà nói vậy nè. Chim khôn lưỡi đành mờ đậu, gái khôn đừng nên chơi bê đê. Chứ chơi với bà hả? Chơi với bà là chơi mô mô rồi đó má. Đây nè em ơi, ăn cái chiên hả? Em luôn đi, đi luôn đi. Đi luôn đi kìa. Ê, đàng hoàng nha, người ta mua vé số luôn nha má. Bà đuổi đi là bà bị mất 5 tờ đó. Anh thấy bữa nay bà ăn sao bơ phờ không? Không bơ rồi. Dạ, để em giả cho mặt bà nha. Không giả bên đây nè, ý là anh cho. Giả mặt mày đi. Ý là cho tay đừng như vô thì giả. Không phải là tôi giả nhẹ à, tôi giả. Ý là giả để không, cho cái mặt kia bể bên kia. Sao? Ý là bớt bơ phờ á, anh này anh cho tôi mà. Cho mày giả mặt mày đi. Anh đeo hộp sò anh có quyền nãy bà nói. Thì tôi giả hai cái nha. Giả nhẹ thôi, giả dễ yêu đi. Em thấy mời mặt bà sưng mà. Trời ơi, mặt sưng bán mới được má. Vậy là má này yếu rồi, má này không biết suy nghĩ rồi, ăn uống gì chưa? Ăn tô bún bù ấy 60 ngàn đó. Trời ơi. Chai hai chai. Bà nó rẻ quá thì 60 ngàn. Trời ơi, ăn cái gì mà giữ vậy, hai cục giò hay gì 60 ngàn chứ má. Bà chơi không, tôi lấy hầm năm cho bà chơi nè. Có chơi không? Cắn kẹo không? Bà đi bảo có thở kèn không, đây cái mỏ méo nha. Thở kèn. Bà thả hồng bà coi. Thấy không? Anh thấy rõ ràng. Anh thì bà bệnh trời kìa. Ai kêu? Để đi một bãi nó xuống. Ê, cái gì vậy? Bà ảnh ăn đây mẹ ăn đây. Rộm nhẹm. Ở nhà đâu được đâu, bà ngậm cho tay. Ủa kỳ vậy? Đâu có hàm dưới đâu vậy? Ủa hàm răng dưới đâu rồi? Hàm răng dưới bà cướp rồi. Cướp cất à? Chúng ta vòng lại trời ơi, bà đi sao bà không nói tiếng nào vậy trời? Lại ra, lại lo đi. Nói bé đi nha, chút bé vòng lỡ. Rồi hoàng hậu nương nương giả lắm. Rồi lên xe nước đá ngồi tôi chở bà đi một vòng. Ghét bà vô cái hộp nhỏ. Thôi trời. Ở Quang ơi, đi bên lên xe đá đi Quang. Lại. Lại lên. Lên. Thôi, đi lên. Lên. Đi lên. Lên. Lại lên. Thôi trời. Đúng rồi, ôm vô. Rồi ôm vô. Rồi vé số đi. Hả? Vé số sáng mua chiều xé đi. Chở qua đi bán luôn ơi. Không có té. Để số chưa? Để số chưa? Rồi, chở rồi. Cái gì vậy? Rồi vậy, ơi trời ơi. Trời ơi, ra nó lẹ quá. Giờ thắng sao nè anh ơi. Trời ơi, Quang ơi. Trời ơi, tan chết rồi. Trời ơi, một hình dưới lệnh. Trời ơi, Quang ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, giờ sao đây?
con buông tay lái luôn nha mẹ. Mẹ ơi trời mẹ ơi, con ngồi vô luôn nha mẹ. Đây, rồi nó xuống được luôn. Bây giờ bà xuống trước bà tôi xuống hay sao? Bây giờ bà xuống trước bà tôi xuống hay là tôi xuống trước tôi? Ảnh đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, giờ con bướm bắt kìa. Trời với số kìa. Khách yêu cầu kìa, kêu đi vòng ta mua 2 tờ kìa. Cái gì? Bây giờ mua sách 3 bạn nha. Kìa, đúng rồi. Kêu lô tô, kêu lô tô. Rồi, xuống đây. Rồi xuống. Gì mà? Ngồi xuống đi, rồi tính sao? Mấy đứa nhỏ nó ngồi bình thường mà nó mê bạn đó. Người ta coi clip đó, người ta mua mà. Bởi vì chút người ta mua 5 tờ, mà cho tôi giải cho mặt bạn cái nha. Được không? Giả nó nhẹ thôi, giả yêu quá. Thôi quay quay lô tô đi. Quay lô tô đi. Rồi tôi bắt nhiệt cho bà nha. Ủa sao bắt nhiệt giá chứ hả? Bữa nay bà hơi bớt bệnh rồi. Né bà em ra. Thôi rồi, dạ ok. 55 ngàn. Nè có 5 ngàn bà nè, chất chất bà. Nè hỏi 5 ngàn bà chị ơi. Thôi thôi, rồi cảm ơn. Thanh kiều tiếng Anh. Thanh kiều. Tiếng Hàn Quốc thì ngủ xuống mình rồi hả? Tỷ là mấy chị người Hàn Quốc. Có tiếng Thái đi khạp quân khà. Là là là. Rồi bây giờ mấy anh mấy bé nè ở ngoài Bình Thuận nè, người ta thích con chất nè. Thì bây giờ mua số. Đây này con số mấy? Đâu có? Quay. Chị ta tan nè nè nè. Con cua số mấy? Cái này con gì? Con thỏ, bà cho nó ăn củ gà rót chưa? Rồi củ gà rót nè, ăn đi cho con thỏ ơi. Thỏ ơi, thỏ à. Lại đây. Trời ơi, con thỏ ăn củ gà rót chút cái vỏ, mày làm gì vậy chờ? Chị buông thỏ hả chị? Này con thỏ. Ở đây nước em ơi. Mua sắp tặng tờ ha. Ý là bả lời không có nhiều đó. Mua sắp tặng 2 tờ thì được, tặng 1 tờ cũng được. Trời ơi ơi. Kìa. Đẹp. Nè đẹp không? Chị, xúc xích của chị đang cho em xin 20. Ủa ăn nè, để bên đây nè. Xúc xích em biết ăn xúc xích chứ em biết không biết ăn mấy đồ. Bà biết ăn xúc xích không? Bà mà không biết. Bữa bạn nguyên cây xúc xích mà nói gì vậy trời? Ờ, ăn cây xúc xích bự bự luôn ba. Ờ, bữa ba không thấy không? Ba thấy không ai giờ mà ăn nguyên cây bự luôn. Hôm qua nè, đi bảo là chị thổi kèn, mình có dấu thổi kèn cho thấy không? Hôm qua bảo mà nói mà có thể thổi kèn không? Hôm qua có người ta đồn đó, bà nhét 2 cây kèn vô mũi luôn. Mà thổi kiểu lạ ghê á. Chưa được bệnh. Chưa được bệnh. Hay không nữa, để lâu lâu cái bánh nó chưa được tiền. Nữa hè. Nãy đưa tôi 200 ngàn cầm trên tay nó la nữa. Ủa để bọng nó bọng đeo vậy? Nó bị cái này đâu, ngộn cái này. À. Bị hạch á. Ba ăn đồ nóng á, nó mới nổi lên. Bạn chơi bữa nay bám xuống số. Ờ. Dạ cảm ơn. Bữa nay bám bị buồn á. Cái đó nhiêu tờ lận chị? 11 tờ là nhiêu? 120 chị. 120 không qua Việt Nam ăn á, cho nên em bớt chị 20 đương 100 thôi. Cái này là tiền của em bớt chị. Không có sao hết đó, chị em mình còn lúc nào cũng như ngày nào cũng hết, lúc nào cũng đẹp đẽ và vui vẻ. Cảm ơn. Ờ, cảm ơn chị đó. Anh Thái rồi, anh Thái mới lịch lên rồi. Từ hồi đó anh chụp hình đi. Rồi chụp hình nè con ơi. Chụp hình đi. Chụp đây. Cái gì vậy? Tiền của sao đâu. Ủa để chị đồ nhiều. Bà được 120, hãy chứ được 120 mà bà nói giờ Việt Nam ăn mà bớt người ta 20 là còn 100. Bà nói gì bà làm kiểu vậy, mất mối hết tùm lum tùm la hết á. Bà làm như tôi tham tiền 20 ngàn bà làm như nhiều lắm hay gì vậy bà này. Anh Thái, anh Thái bà đứng cười bên. Rồi cười lắm nè con. Bà đây cười, bà đây chụp với mẹ với ngoại nè. Đó mấy đứa cháu mình nè, con trên tiếp để ngoài Bình Thuận 20 ngàn trả này nha. Để bà gặp nó tôi không trả. Rồi cười lên nè. Cười lên. Ôi bà cười giống như Hi Dễ, tay gì trời. Xích tới đây mà. Cười đàng hoàng lên. Cười
cười đến già. Trời ơi, tôi với già nào không quen mấy cười già. Cười đã đi. Cười đã. Cười đây. Cười miệng. Cười vậy là nó đau. Đấy là cười bình thường, cười miệng rồi đã. Cười không à. Dạ chưa. Chưa. Cười đi con, đừng giờ mà ngoại. Giờ bà ngoại tối giờ rồi, cho hai đứa mỗi đứa 10 ngàn nè bà ngoại cho. Cảm ơn. Cái gì? Ủa về ngoại không cho nè, trả ngoại nè. Ngoại ơi, trả ngoại ai chồn. Ok ok, ê đừng có quay lên đây cho nè. Đây đâu, đây đâu, đây đâu. Ủa con đang quay phim hả Sinh? Vô vô, ok. Ok ok ok. Vô đây con. Nó sợ kìa. Sợ ma mà bà chú bỏ mà cười đàng hoàng đi. Tá nhỏ nó sợ ma rồi mà cười chú. Rồi. Đàng cười lên cho con sợ ma mà chú bỏ. Rồi. Rồi cảm ơn con, cảm ơn bà ngoại đi con. Cảm ơn. Có ngày ở đây cũng có ngày, bộ đây không có tháng hả? Bà nói chuyện vậy mà bà nghe được á. Tôi nói chuyện với bà xưa giờ tôi rất là nhỏ nhẹ. Tôi không bao giờ lớn tiếng. Ai giờ người ta cũng biết chứ bộ. Bà thấy không? Ba là một người nói rất là nhiều, trong khi đó tôi là người ít nói. Má mua này nha. Mua gì? Mua này. Tự nhiên mua này gắn lại gì? Mày mua 150 đó. Thôi hai cái nó. Bây giờ đổi với số người ta 700 ngàn không? 700 luôn. Mua này là mua gì đâu. Tự nhiên người ta trúng 700 ngàn rồi bà không đổi cho người ta kỳ vậy chờ. Bà kêu mua nè. Nè bà nói về cái quản lý của tôi nè. Sao bán được không? Đó nè quản lý của tôi nè. Sao bán được thì xé số hết đi. Rồi xé luôn nha. Đầy pin. Mua rồi sao ít. Ủa kỳ không cho. Mua với số của bà không trúng 700 ngàn bà không cho đổi. Bà phải ép người ta mua 300 ngàn bà mới cho đổi. Nói sớm chút mà chị khỏi mua. Thì đó bởi vậy bán với số mà ngang ngược như vậy đó. Bây giờ trả lại. Đó đi chơi giờ thấy chưa? Bây giờ biết bao nhiêu người đòi trả với số đi cho bà. Bỏ người ta đâu có tin tưởng bà. 20 từ này trả lại lấy. Trả lại. Kìa bà chửi người ta trong họng kìa. Bà chửi ai vậy? Niệm tâm kinh đó má. Niệm chú. Niệm chú. Đi bảo nè chứ ơi. Tôi là bảo bộ qua hai người ngủ nè. Đang nghe nè chị. Sáu rửa mặt nha. Tắm nha. Quang ơi lấy xà bông. Rửa mặt cho mẹ kìa, mẹ buồn ngủ kìa. Thấy sao chứ? Bánh kem này chớt ơi. Cái vậy? Hả? Đó nè. Lên trong đẩy gì đi, rớt đi vòng vậy. Cái gì mà kêu Lâm hoài vậy chợ? À, kêu hoài luôn á. Bây giờ uống Lâm hả? Mày làm vậy là mất lập pháp nghe không? Vậy không? Má. Gì vậy mà? Bị BD chứ mà bị khùng. Chuyện đẩy tới cái viên chiên ở đường rồi bể kiến rồi mày đền cho tao thấy gì? Hả? Ôi trời. Bà đã vừa kêu hoài vậy chờ. Bà lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi. Hả? Lớn vậy đâu rồi còn bắn máy bay nữa. Nhưng mà bắn súng điện thì bà không bắn, bắn máy bay.